Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Trong video này mình chia sẻ cho anh em cách chia sẻ video từ YouTube lên Facebook đạt hiệu quả cao nhất, tức khi bạn bè, người thân chọn vào liên kết để xem video sẽ chuyển trực tiếp đến ứng dụng YouTube luôn. Thường thì khi anh em chia sẻ lên sẽ phải xem qua một trình duyệt và khả năng tương tác like hoặc comment hoặc là đăng ký kênh rất là hạn chế. Nhiều người ta lại không biết cách dẫn đến video của anh em không đến được với người xem, hoặc là đến nhưng mà rất là hạn chế. Mình cũng từng chia sẻ rồi trên cái kênh của mình luôn khoảng 1 năm về trước, và hiện tại có một chút thay đổi nên mình chia sẻ lại để anh em có thể nắm bắt dễ dàng. Bây giờ mình bắt đầu nghe anh em. Rồi, đầu tiên mình sẽ vào cái kênh YouTube của mình để chọn một cái liên kết video bất kỳ. Mình sẽ chọn video mới nhất nha anh em. Tiếp tục anh em sẽ nhấn vào cái chữ chia sẻ nè. Anh em chọn sao chép đường liên kết. Rồi, bây giờ anh em bắt đầu thoát ra. Tiếp tục anh em sẽ vào cái trình duyệt Chrome nha anh em. Rồi anh em nhập vào cái thanh tìm kiếm nè, bixi.io, giống như trang như trong video nha anh em. Rồi anh em nhấn vào chữ đến. Anh em đợi một khoảng thời gian nha anh em. Rồi, bây giờ anh em sẽ đè vào cái ô vuông ở đây nè. Rồi tiếp tục anh em sẽ nhấn vào chữ dán. Anh em đợi một chút xíu nữa, không cần phải nhấn cái gì đâu nha anh em. Rồi, khi nó hiện như thế này, anh em nhấn vào cái khoảng trống ở đây nè. Khoảng trống đúng như của mình chỉ nha anh em. Anh em nhìn vào ngay trên cái ngón tay nè. Rồi cái trường hợp mà nếu anh em nhấn nó không ra được cái trang y chang như anh em đang thấy, thì anh em sẽ lùi lại và làm lại từ đầu nha anh em. Rồi anh em nhấn vào cái biểu tượng sao chép ở đây. Tiếp tục anh em thoát ra. Bây giờ anh em sẽ vào trang Facebook cá nhân anh em. Anh em chọn vào chỗ bạn đang nghĩ gì. Rồi anh em đè nhẹ ngón tay ở đây, nhấn vào chữ dán. Tiếp tục anh em chọn đăng. Vậy là xong anh em. Rất là đơn giản. Rồi, đây là liên kết mình vừa chia sẻ lên trang cá nhân Facebook nha anh em. Mình dừng lại nội dung video ở đây nha anh em. Nếu anh em thấy thích hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.